Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị. Và hôm nay sẽ là Khi loài cá biến mất của Mark Kalinsky, một người dân viết sách. Đây là quyển sách khiến cho mình cảm thấy nghi ngờ về sự thông minh của loài người. Có phải là chúng ta đang ngộ nhận không? Mẹ hay nói là ăn cá đi con, ăn cá tốt hơn ăn thịt chứ. Cá có omega 3 giúp cho sáng mắt thông minh và cá không gây béo phì vân vân và mây mây. Cá tốt như vậy á, và chúng ta đang đối xử với loài cá như thế nào? Chúng ta đang khai thác đến mức cạn kiệt và làm suy giảm các quần thể cá trong tự nhiên, khiến cho một số loài đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng chỉ vì ngon. Chúng ta hủy hoại môi trường sống của chúng bằng cách đổ rác thải rắn, rác thải nhựa, các tồn dư của các chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp ra biển. Chúng ta là tác nhân gây ra biến đổi khí hậu khiến cho băng tan, làm cho nhiệt độ và độ mặn của nước thay đổi, khiến cho loài cá chúng rối loạn và chúng không đẻ được nữa. Đổi lại chúng ta được gì? Tiền. Và chúng ta mất gì? Cùng với loài cá, chúng ta mất đi một môi trường sống trong sạch. Nồng độ của chrome trong nước biển ngày càng cao. Mà cái chrome thì nó độc không khác gì thủy ngân cả. Mà cá thì sống trong môi trường đó và chúng ta thì ăn cá. Chúng ta đầu độc cá cũng không khác gì đầu độc chính mình. Sau đó, chúng ta dùng cái tiền mà chúng ta đổi được để tự chữa bệnh cho mình. Cùng với cái sự phát triển của khoa học ngày nay thì chúng ta hoàn toàn có khả năng có cơ hội được cứu. Nhưng còn loài cá, chúng ta còn mất gì? Chúng ta sẽ mất dần các món cá đặc sản trong thực đơn. Chúng ta cũng mất dần nghề cá cũng như những cái phương thức đánh bắt cá đặc trưng của địa phương. Thay vì chúng ta buộc những người khác họ phải đến vùng của mình để được chứng kiến cái phương thức độc đáo mà chúng ta đang sử dụng để đánh cá, cũng như là thưởng thức cái món cá đặc sản chỉ vùng chúng ta có thôi, một cách đầy tự hào, đầy tôn trọng đối với mẹ thiên nhiên, thì không, chúng ta chọn xuất khẩu để mọi người có thể dễ dàng, thuận lợi ngồi ở nhà, online, gọi ship. Chúng ta biến cái thứ đặc sản của mình trở thành một thứ sản phẩm thông thường. Tự nhiên vốn dĩ tồn tại với các loài động thực vật tương sinh tương khắc. Khi loài cá biến mất thì những loài ăn cá cũng biến mất, mà con người thì ăn cá. Nhưng mà chúng ta có nhiều sự lựa chọn khác đúng không? Nhưng mà cái sự lựa chọn của chúng ta, cái sự lựa chọn thay thế đó, đôi khi nó cũng sẽ tồn tại nhờ vào cá hoặc là nhờ vào những cái con mà nó sống nhờ các con ăn cá. Nôm na là con người ăn con A ăn con B ăn con cá chết thì con B biến mất thì con A biến mất, và con người chúng ta chuyển sang ăn thực vật. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn mà đúng không? Và chúng ta cũng biết rằng cái mối quan hệ giữa động thực vật nó vô cùng sâu sắc và khăng khít. Khi các loài động vật đã biến mất thì các loài thực vật chẳng mấy chốc cũng sẽ biến mất theo. Vậy thì loài người thông minh vô địch thiên hạ, chúng ta đang làm cái gì vậy? Chúng ta đang đảo ngược cái quá trình tiến hóa của tự nhiên trở về với thời khủng long thì phải. Cái thời mà chúng ta còn chưa xuất hiện á, chúng ta là cái giống loài tiến hóa đến sau, và chúng ta đang cố gắng hủy hoại chính cái sự tồn tại của mình. Nếu như chúng ta có thể hiểu được ngôn ngữ của loài cá, rất có thể chúng ta sẽ nghe được những câu kiểu như: con à, hãy ăn cái này đi nè, và sống cho thật là thông minh nha, đừng có ngu ngốc giống như con người ha. Mình nghĩ là các bạn trẻ cấp 1 là những người thích hợp nhất để đọc cái quyển này. Các bạn cần phải hiểu là các bạn đang đối diện với một tương lai như thế nào, và các bạn cần phải xây dựng được một cái tiềm thức về việc bảo vệ loài cá, tôn trọng thiên nhiên. Dù sao thì mình cùng với bố mẹ của các bạn, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cá để ăn. Nói thật là khi mình đọc Khi loài cá biến mất, mình cảm thấy vô cùng bất bình với cái cách mà con người chúng ta đang đối xử với loài cá. Và mình cảm thấy mình sẽ cần phải thay đổi chính mình, cần phải tôn trọng tự nhiên hơn, cần phải có trách nhiệm, sống có trách nhiệm đối với môi trường. Mình hy vọng rằng con người chúng ta đã được sinh ra như một điều kỳ diệu thì chúng ta sẽ không biến mất như một sự kỳ cục. Còn bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại comment cho mình biết, và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!